Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào với video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 500 top cần CRTX này. Top cần này sự kiện lý sàn bi thâm các bạn. Thì chương trình góp này dành cho 1.000 người tham gia may mắn ngẫu nhiên các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click link mô tả dưới video của mình, các bạn follow tại Twitter nè. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Top cần lý sàn. Rồi các bạn like nè, chích dân như tờ quýt nè. Rồi các bạn tăng dạy người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tờ quýt lại nè. Rồi sau đó các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join sau các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn khai báo thôi tên. Các bạn ghi họ và tên của các bạn vào các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Tiếp tục liên kết hồ sơ thì các bạn mở tài Twitter của các bạn nè. Bạn nhập anh avatar, nhập vào một hồ sơ nè, nhập ba anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sẽ chấp liên kết gửi vào đây các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục gửi địa chỉ với Ethereum, ETH trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Kệ có kèo cứ làm đây các bạn, lập đây thì chơi thôi. Rồi các bạn gửi lên Mulin Dewitt nè. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn gửi lại nè. Các bạn chia sẻ các bạn tờ Twitter nè. Chia sẻ liên kết dán như đây. Sau đó các bạn gửi là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng 500 đô tốc cần CXTR đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình xin được hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.